Mình sẽ phỏng vấn Hello chị Vân, giám đốc của công ty sữa nha. Chị Vân ơi, hôm nay chị Vân làm nám vi kim cương đúng không? Lần đầu đúng không? Lần đầu tiên. Lần đầu làm xong thì chị thấy thế nào? Lần để đầu chị chia sẻ thấy một chút, đã có đau không? Hơi châm châm chích à... Chịu được, có đau không? Tiêm không? Không, đau làm sao được như thế. Là nói châm chung đúng là không? Không đau bằng tiến đốt. Không đau bằng tiến đốt. Nếu mà đương nhiên là khi mà có kim cương vào thẩm thì thấu vào da mình thì mình cảm giác là nó châm chích một chút thôi. Dạ, vâng. Nhưng không giống tiến đốt. Ừ, không đau bằng kiến đốt. Sau này khi làm xong thì thế nào? Mình thấy da mình hồng hơn này và cảm nhận là cái nền da của nó đã thay đổi và cảm giác như là những cái lỗ chân lông to nó được xe lại ngay ấy. Ừ. Thấy rất là vi diệu, đúng là kim cương. Thế lần sau có đến làm nữa không? Có, chắc chắn, và giới thiệu nhiều người bạn. Okay. VIP VIP đến đây để được chủ tịch Bắc chia sẻ cũng như là tất cả mọi người đều được xinh đẹp đuổi bay hết nám. Cảm ơn chị yêu nha. Xin chào ạ.